Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Thị Hằng, là sinh viên khóa 3 của trường đại học EdX, mã số sinh viên COV021HP034. Và ngày hôm nay thì mình tiếp tục có mặt ở đây để đồng hành với tất cả các bạn trong video của ngày hôm nay với bộ môn diễn ra kiến trúc doanh nghiệp. Với video này của mình sẽ nói về một cái từ khóa tâm đắc nhất trong cái phạm vi là 89 giây. Thì từ khóa mà mình tâm đắc nhất trong kiến trúc doanh nghiệp, các bạn đoán được là từ khóa gì không ạ? Mình nghĩ đó là và đó chính là từ khóa kiến trúc. Vậy tại sao mình lại có ấn tượng với từ khóa này? Bởi vì từ khóa này nó sẽ được sử dụng với nhiều mục đích và nhiều ngành nghề khác nhau và thể hiện trong tính chất nhu cầu của công trình, cũng như là mang đến những cái yếu tố, những cái giá trị chủ thể khác để có thể tác động vào công trình. Và bên cạnh những yếu tố này, nó sẽ mang đến các cái chủ thể khác đấy, cũng như là nó sẽ mang lại cho bạn được một cái giá trị tiềm năng để mà các bạn có thể bền vững hơn trong công nghiệp, cũng là đồng thời, nó cũng đồng thời nhá, phản ánh được các cái nghệ thuật bền vững. Và phong cách này nó sẽ được xây dựng với ý nghĩa cùng với tính chất thời gian. Và kiến trúc này thì nó sẽ thường thường được sử dụng trong một số các ngành khác nhau, gắn liền với các cái yêu cầu thực hiện và quy mô đô thị, giống như là quy mô đô thị này, thiết kế cảnh quan, quản lý đô thị và giám sát dự án. Đó, và đó chính là từ khóa mà mình cảm thấy tâm đắc nhất. Và cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.